Thông tin mới nhất về kế hoạch xây dựng huyện Nhà Bè lên quận. Với mục tiêu xây dựng huyện trở thành quận, Nhà Bè ước tính cần đầu tư xây dựng các trục đường giao thông liên vùng, giao thông khu vực như trục đường 15B, trục đường Phạm Hùng nối dài. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu quan trọng là xây dựng huyện trở thành quận theo định hướng chủ trương chỉ đạo của thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần xi nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Theo báo cáo, năm 2021, do tình hình dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà Bè bị ảnh hưởng tiêu cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 75,87% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước là 830 tỷ đồng, đạt 69,34% dự toán. Bên cạnh đó cũng có một số điểm tích cực, như kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,7%. Trong năm, huyện đã tập trung giả soát và đề xuất điều chỉnh và phủ kín các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 phần 2 nghìn. Trong sổ các chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện Nhà Bè đề ra cho năm 2022 có việc xây dựng đề án xây dựng huyện Nhà Bè trở thành quận. Tuy nhiên, mục tiêu lên quận của Nhà Bè đang gặp không ít thách thức cần được tháo gỡ, nhất là hạ tầng giao thông còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Với mục tiêu xây dựng huyện trở thành quận, nhà bè ước tính cần đầu tư xây dựng các trục đường giao thông liên vùng, giao thông khu vực như trục đường 15B, trục đường Phạm Hùng nối dài. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, đây là trục đường rất quan trọng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện cũng như khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Nhà Bè kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch đầu tư công để xây dựng tuyến đường trên. Trường hợp nguồn vốn đầu tư công gặp khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương huy động nguồn lực của nhà đầu tư. Phó Thủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan yêu cầu huyện trong thời gian tới cần nhanh chóng hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của huyện phải gắn với nội dung này. Ngoài ra, Phó Thủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cũng đề nghị nhà bè quan tâm định hướng phát triển kinh tế theo hướng ven sông du lịch phát triển văn hóa sông nước nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư, đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm thường rút nhanh những khu vực có dấu hiệu này. Việc nắm bắt thông tin nhanh để đón sóng thị trường là việc làm cực kỳ quan trọng với giới đầu tư địa ốc có kinh nghiệm. Đa số họ chỉ vào thị trường giai đoạn đầu hoặc một tháng đầu tiên trong cơn sốt và rút nhanh dòng tiền chuyển sang khu vực khác kiểu đi nhanh một bước và rút nhanh dòng tiền thường được các nhà đầu tư lâu năm áp dụng ở hầu hết các thị trường, khu vực. Lúc thị trường đang âm ỉ sốt, thông tin chưa rầm rộ cũng là thời điểm mà nguồn hàng bất động sản chủ yếu là môi giới và nhà đầu biết với nhau, chưa giao bán trên thị trường, hay còn gọi là hàng kín, cũng là lúc nhà đầu tư có kinh nghiệm vào ôm. Và chỉ bán ra khi thị trường có dấu hiệu dục dịch nhiều nhà đầu tư tham gia. Tìm hiểu được biết, những nguồn hàng kín giá thường thấp hơn giá thị trường từ 15 đến 30% nhà đầu tư chỉ cần đẩy mức giá này là đã có lời, chưa kể có thể đẩy theo giá thị trường nóng sốt. Khi thị trường dục dịch mua bán, giá đẩy qua đẩy lại là thời điểm mà nhà đầu tư lâu năm sẽ ra hàng, rút dòng tiền về và chuyển sang bất động sản khác. Bởi theo đánh giá của những nhà đầu tư này, chỉ nên ăn theo giai đoạn đầu của cơn sốt nếu để lâu dễ rủi ro dòng tiền. Họ nhường cơ hội cho nhà đầu tư vào sau. Thực tế, trong số những nhà đầu tư vào thị trường lúc cơn sốt, giá tăng nhanh, khó rút chân ra khi đất hạ nhiệt một môi giới bất động sản lâu năm từng chia sẻ. Như vậy, khi một khu vực nào bắt đầu có dấu hiệu khởi sốt đất, nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ ôm hàng. Họ nhắm được cơn sốt ở một khu vực thường diễn ra từ 1 đến 3 tháng, cao nhất là 5 tháng. Theo đó, họ chỉ mua bán sôi nổi trong vòng nửa tháng đến một tháng đầu và rút dòng tiền đi khu vực khác. Dĩ nhiên đa phần những nhà đầu tư này có dòng tài chính mạnh, nắm bắt nhanh nhạy, nhạy thông tin thị trường, có mối quan hệ sâu rộng với các môi giới. Chủ DTH thọ kiếm tiền tỷ trong cơn sốt đất ở một khu vực là bởi biết cách vô nhanh, rút cũng nhanh. Thay vì ôm quà bom nổ chậm, những nhà đầu tư lâu năm chỉ bỏ tiền ké một phần và tìm cách rút dòng tiền dạng lướt sóng. Một nhà đầu tư có kỳ cựu trên thị trường bất động sản từng chia sẻ, khi đi qua Bảo Lộc, nhà đầu tư này dự đoán 3 tháng nữa đất khu vực này sẽ lên cơn sốt. Đúng như dự đoán, nhà đầu tư này không dồn hết tiền vào đó mà chỉ ké một phần rồi rút ra. Theo nhà đầu tư này, khi nhìn thấy một khu vực dễ lên cơn sốt nhanh thì cũng rất dễ xuống giá nhanh, cho nên phải cân nhắc dòng tiền và thời điểm bỏ tiền vào. Đó cũng là lý do không ít nhà đầu tư vào giai đoạn đỉnh sốt, cứ ngỡ sẽ kiếm tiền đậm trong nhưng hóa ra chỉ là vào để nắm rủi ro cho những nhà đầu tư đã rút ra trước đó. Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, đa số người được hưởng lợi trong các cơn sốt đất là nhà đầu cơ, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đủ mạnh, thu gom hàng nhanh và ra hàng cũng nhanh có khả năng kiểm soát được giá và giao dịch. Họ cũng chính là đối tượng gây ra các cơn sốt đất, gần như chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu của cơn sốt, quyết định rất nhanh khi nào bước vào và rút ra. Con người thiệt hại là những người đi sau, vào ăn theo, mua phải giá cao trong đỉnh sốt nhưng đi qua cao trào, khó bán ra. Chia sẻ trên báo chí mới đây, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang chỉ ra chu kỳ để nhà đầu tư nhận biết cơn sốt. Theo vị chuyên gia này, sự phát triển của thị trường bất động sản thường được chia thành 5 chu kỳ giai đoạn phục hồi, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn bong bóng, giai đoạn suy thoái và giai đoạn đóng băng. Đó là quy luật chung thường thấy, nhưng việc nhận ra điểm bắt đầu và kết thúc ở mỗi chu kỳ thực tế không hề dễ dàng với đa số nhà đầu tư. Theo vị chuyên gia này, để nhận ra sóng bất động sản, nhà đầu tư cần phải quan sát thị trường một cách kỹ lưỡng và có sự trải nghiệm. Khởi đầu của chu kỳ thị trường cũng khá trầm lắng. Đây thường là chu kỳ thứ năm, đóng băng, trong năm chu kỳ của thị trường bất động sản hoặc cũng có thể đây là vùng đất mới chưa được khai phá trước đó nên vẫn trong trạng thái ngủ đông. Nếu thị trường đã có sóng trước đó rồi thì thời gian trầm lắng có thể kéo dài 1 đến 3 năm, tùy từng thời điểm và điều kiện thực tế của thị trường. Nếu đây là vùng đất mới thì thời gian im áng có thể dài hơn và nhà đầu tư cần quan sát tín hiệu thị trường bắt đầu cơn sóng mới. Khi hết giai đoạn trầm lắng thị trường sẽ bước vào giai đoạn ấm dần. Đây chính là giai đoạn thị trường bắt đầu phục hồi hay đang trỗi dậy khi có các động lực mới trong phát triển. Những tín hiệu để nhận biết bắt đầu chu kỳ này là việc thị trường bắt đầu có nhiều nhà đầu tư từ nơi khác đến săn đất và giao dịch bắt đầu sôi động. Thời gian của chu kỳ này có thể kéo dài 1 đến 6 tháng và thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Dấu hiệu để nhận ra giai đoạn này chính là giao dịch trở nên nhộn nhịp và giá cả bất động sản bắt đầu tăng mạnh. Số lượng người đi mua bất động sản gia tăng mạnh mẽ. Nhiều dự án tại khu vực này được mở bán và thông tin về bất động sản khu vực này xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông bởi hoạt động quảng cáo của các chủ đầu tư. Mức độ tăng giá đất đai khu vực này có thể từ 20 đến 30%, thậm chí có thể cao hơn. Hà Nội lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại Sơn Tây, Ba Vì. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Theo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố vừa ban hành các quyết định giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1 trên 2 000 tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây là đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST2 tại xã Đường Lâm, xã Thanh Mỹ và đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST3 tại phường Dương Khanh và các xã Thanh Mỹ, Sơn Sơn, thị xã Sơn Tây. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST4 tại các xã Đường Lâm, Thanh Mỹ, Sơn Sơn, thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch, Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các sở. Ngành thành phố lập đồ án theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.